xin chào, tôi là Nguyễn Văn Tuấn. Xin chào, tôi là Phan Văn Tuấn. Đi đại. Cháu đi tớ cháu đi đơn đây. Trước. Đi cái 10 nào. Càng bây giờ càng dễ làm cháu đi. Cái đây có trật vật thế đấy. Cháu đi. Không đi công xưởng cơ mà nói chuyện gì. Đi xây dựng cũng dễ hơn công xưởng cũng 10 là. Chạy giờ quay nhiều đâu nó cũng được này. Học sinh ngồi trong lớp làm sao không có học sinh ngồi đâu. Trước anh chưa đi như thế này à. Đấy. Mới buộc kiểm tra. Mình nhìn để chắc mà cái nhiều cái.